Thị trường chứng khoán Trung Quốc dao động mạnh sau vụ phá giá đồng nguyên, tin từ Hồng Kông, Trung Quốc. Các thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn tiếp tục bị dao động mạnh sau khi giới hữu trách Bắc Kinh bất ngờ phá giá đồng nguyên, còn được gọi là nhân dân tệ hồi cuối tuần trước. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng vụ phá giá đồng nguyên tạo ra những tác động trên trường quốc tế, nhất là ở một số nước Phi Châu mà Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất. Thị trường chứng khoán Thượng Hải ở Trung Quốc vào hôm thứ Ba đã bị sụt hơn 6%, làm cho các thị trường khác ở Á Châu bị sụt điểm theo. Diễn tiến đó rõ ràng là một phản ứng đối với những loan báo hồi cuối tuần trước, trong đó có những gợi ý là Bắc Kinh có lẽ sẽ ngưng những hành động can thiệp mạnh tay để hỗ trợ cho thị trường tài chánh. Vào hôm thứ Hai, ông Ben Bernanke, cựu chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, cho biết là Washington lâu nay vẫn hối thúc Trung Quốc để cho các thị trường tiền tệ tự ấn định lấy tỷ giá hối đoái mà không có sự can thiệp của chính phủ. Tuy nhiên, giáo sư David Dinon, một chuyên gia về kinh tế Trung Quốc của trường đại học ở New York, cho biết là việc này cũng tạo ra nhiều vấn đề. Vấn đề là hệ thống ngân hàng của họ có rất nhiều những khoản nợ xấu. Họ có một thị trường trái phiếu rất hạn chế và thị trường chứng khoán của họ, cả thị trường cổ phiếu lẫn thị trường trái phiếu cũng rất nhỏ. Ảnh hưởng trực tiếp đối với Phi Châu sẽ là các mặt hàng tiêu thụ. Nó sẽ làm cho hàng tiêu thụ của Trung Quốc trở nên hấp dẫn hơn cho người dân của Phi Châu, sẽ mua những mặt hàng đó nhiều hơn. Và đồng thời, những sản phẩm mà Phi Châu bán sang Trung Quốc sẽ trở nên đắt đỏ hơn, cho nên Trung Quốc sẽ mua ít hơn. Bắc Kinh nhiều lần nói rằng họ muốn đồng nguyên trở thành một chỉ tệ tiêu chuẩn toàn cầu, tương tự như Mỹ Kim, đồng Euro và đồng bảng Anh. Tuy nhiên, theo nhận định của ông Bernanke, cựu chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, hiện giờ Trung Quốc vẫn chưa sẵn sàng để bước lên vũ đài thế giới.